Dạ, bây giờ chúng ta cùng mở ra bài học trường Chủ nhật ở trong bài số 5, bài Đức Thánh Linh. Trong tuần rồi chúng ta đã nói về cái phần đầu tiên, đó là Đức Chúa Cha đã sức dầu cho Giêsu bằng gì trong chức vụ của Ngài ở trên đất, theo như trong Công vụ đoạn thứ 10 câu 38, thì chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã sức cho Ngài bằng Thánh Linh và quyền phép. Và mục đích của sự sức dầu đó là gì? Để đi từ nơi nọ qua chỗ kia. Chúng ta còn nhớ không ạ? Thứ nhất là để đi. Chúa sức dầu cho chúng ta nhận lấy quyền phép là chúng ta đi, chứ không phải là chúng ta ở một chỗ. Chúng ta chuyển động trong Thánh Linh. Rồi làm gì nữa? Chị Nhung ơi, chị Nhung tắt cái mic giùm Nhung ạ. Dạ, ở trong Công vụ đoạn 10 câu 38 nói rằng chúng ta đi rồi làm phước hay là làm những việc lành và chữa lành hay là giải cứu những người bị ma quỷ ức hiếp. Đó là trong tuần rồi chúng ta học. Hôm nay chúng ta nói đến câu số 2 ở trong văn đoạn 1 câu 32 và 33. Chúng ta cùng mở ra lời Chúa Tin Lành văn đoạn 1 câu 32 và 33. Chúng ta đọc chung với nhau câu Kinh Thánh này. Anh chị em ở trong phòng Zoom chúng ta vẫn ngồi tại chỗ, chúng ta cùng nhau đọc câu Kinh Thánh này nha. Không cần phải mở mic đâu. Vì chúng ta sẽ mở mic nó sẽ bị ồn. Chúng ta cùng nhau đọc câu 32 và 33. Xin bắt đầu. Giăng lại còn làm chứng này nữa, ta đã thấy Thánh Linh từ trời giáng xuống như chim bồ câu đậu trên mình Ngài. Về phần ta vốn không biết Ngài, nhưng Đấng sai ta làm phép báp têm bằng nước có phán cùng ta rằng: Đấng mà ngươi sẽ thấy Thánh Linh ngự xuống đậu lên trên, ấy là Đấng làm phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Một cái sự siêu nhiên trong cái ngày mà Chúa Giêsu ngày chịu báp têm, đó là có một cái hình hài như chim bồ câu được bay xuống và đậu trên Chúa Giêsu. Nhiều người lầm tưởng rằng chim bồ câu là Thánh Linh. Thưa không, Kinh Thánh không nói chim bồ câu là Thánh Linh. Nhưng mà Kinh Thánh nói là gì? Đó là Thánh Linh, thấy Thánh Linh từ trời xuống như chim bồ câu. Rồi Đấng mà ngươi sẽ thấy Thánh Linh ngự xuống lên trên. Như vậy thì Chúa Ngài lấy cái hình ảnh của chim bồ câu. Chúng ta biết ngày hôm nay là chim bồ câu là biểu tượng cho hòa bình, biểu tượng cho sự thánh khiết, trong sạch, hiền từ, trung thủy. Đó là cái hình ảnh chim bồ câu. Và Kinh Thánh dùng cái hình ảnh đẹp này để mô tả về Thánh Linh. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng là Giăng Baptist đã nhìn thấy một cái sự việc siêu nhiên. Đó là có một cái hình như chim bồ câu đậu trên Chúa Giêsu. Và có một cái tiếng phán từ trời. Chúng ta sẽ nói đến cái tiếng phán đó sau. Nhưng bây giờ chúng ta thấy rằng là ở đây Giăng Baptist đã nhìn thấy một cái hình ảnh như là chim bồ câu đậu trên Ngài. Đó là hình ảnh về Thánh Linh. Như vậy Thánh Linh biểu tượng cho sự thánh khiết. Sự thánh khiết. Cái con chim bồ câu nó rất là lạ khi mà nó làm tổ đó anh chị em. Mà nếu như nó đẻ con hay là đẻ trứng của nó mà nở ra con đó, mà nếu chúng ta thò tay của mình vào để bắt con của nó hay là lấy trứng của nó, thì con chim bồ câu nó nghe cái, làm như nó nghe cái hơi tai, nó biết cái hơi tai của con người. Và nó bỏ cái nơi đó, nó không có làm ổ đó nữa. Rồi cái thứ hai nói về cái sự hiền từ. Con chim bồ câu nó rất là hiền. Nó, chúng ta, con người có thể gần gũi nó được. Và nó sống rất là trung thủy. Nó có một cái đời sống trung thủy với cái cặp của chính nó, chồng hay là vợ của nó, hay là con đực con cái đó. Và nó rất là trung thủy. Cho nên là hình ảnh của Thánh Linh đến
trên Chúa Giêsu, ngài ngự trên Chúa Giêsu như hình ảnh về sự thánh khiết, như hình ảnh về sự hiền từ của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói rằng ta có lòng nhu mì và khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Chúa Giêsu có cái đời sống hiện từ. Nhưng mà khi chúng ta ở với Chúa Giêsu thì chắc chắn một điều rằng chúng ta phải giống Chúa Giêsu. Chúng ta giống Chúa Giêsu trong cách ăn, nết ở. Chúng ta giống Chúa Giêsu trong cái lối sống nên thánh. Chúng ta cùng xem ở trong sách Phi-e-rơ thứ nhất, chương 1, câu 15. Phi-e-rơ nhất chương 1 câu 15. Chúng ta đọc chung với nhau Phi-e-rơ nhất chương 1 câu 15. Xin bắt đầu. Nhưng như đấng gọi anh em là thánh thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở của mình. Có hai cái sự thánh khiết mà chúng ta từng học. Cái sự thánh khiết thứ nhất đó là sự nên thánh địa vị. Đó là lúc tôi và anh chị em vừa tin nhận Chúa Giêsu thì tất cả chúng ta đều là nên thánh địa vị hết. Đó là cái thánh khiết này là sự thánh khiết mà chính Chúa xưng nhận chúng ta. Thông qua huyết của Chúa Giêsu, Thánh Linh của Đức Chúa Trời làm cho chúng ta nên thánh hay là được sạch. Nhưng mà ở đây sứ đồ Phi-e-rơ nhắc lại lời của Chúa ở trong Lê-vi ký là gì? Đấng gọi anh em là thánh thì anh em cũng thánh trong mọi cách ăn ở của mình. Như vậy thứ nhất đó là Chúa gọi anh em là thánh. Ngài gọi chúng ta là thánh thông qua huyết của Chúa Giêsu. Nhưng mà chúng ta phải thánh trong mọi cách ăn ở. Nó phù hợp với trong công vụ đoạn 10 câu 38 là gì? Là khi mà Đức Chúa Trời Cha sức cho Chúa Giêsu bằng Thánh Linh và quyền phép thì Ngài bắt đầu chuyển động. Ngài đi cùng Thánh Linh, rồi Ngài làm phước, trong nguyên nghĩa là làm những việc tốt lành, làm những việc thiện, làm những việc đúng đắn. Như vậy khi Thánh Linh của Chúa ở bên trong chúng ta thì lúc bấy giờ quyền năng của Thánh Linh của Chúa biến đổi cuộc đời chúng ta và chúng ta đồng ý với Ngài để Thánh Linh dẫn dắt và chúng ta bước đi trong đời sống thánh khiết. Chúng ta từ chối cái lối sống tội lỗi, từ chối cái lối sống xưa, từ chối cái cách nghĩ cũ, từ chối cái lời nói cũ, cái tấm lòng cũ. Và cái công việc này là công việc của Thánh Linh hành động trong chúng ta. Chúng ta là người đồng ý để cho Thánh Linh của Chúa Ngài xử lý. Cho nên có rất nhiều người họ nói rằng là tôi có Thánh Linh của Chúa ở trên, hay là tôi có đầy dẫy Thánh Linh, thậm chí họ nói tiếng lạ ào ào, nhưng mà họ vẫn đang sống trong cái lối sống tội lỗi, họ thỏa hiệp với tội lỗi. Và như vậy Thánh Linh không thể hành động trên họ được. Cái sự ấn chứng trong lòng của họ có thể đến ngày cứu chuộc, đó là vì ấn chứng thông qua giao ước của Chúa. Đó là giao ước bằng huyết, chứ không có nghĩa là cái họ được ấn chứng là bởi vì cớ cái đời sống tốt của họ. Cho nên xin Chúa cho tôi với chị em chúng ta nhận biết được rằng một khi mà chúng ta nói là Thánh Linh của Chúa ở trên chúng ta thì chúng ta biết rằng là đó không phải là một việc làm của nỗ lực của xác thịt, hay là cái lối sống thánh khiết không phải là lối sống nỗ lực của xác thịt, nhưng là lối sống đồng công với Thánh Linh và để Thánh Linh của Chúa Ngài xử lý và Ngài dẫn dắt chúng ta. Cho nên tại đây thì Giăng Báp-tít đã nhìn thấy Thánh Linh ngự xuống như chim bồ câu. Và làm gì nữa? Công việc của Thánh Linh ở đây làm gì nữa? Câu số 3 đó, về phần ta, xin là 33. Ta vốn không biết Ngài, nhưng đấng sai ta đến làm phép báp têm bằng nước có phán cùng ta rằng: đấng mà ngươi sẽ thấy Thánh Linh ngự xuống trên trên, ấy là đấng làm phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Như vậy báp têm bằng Thánh Linh nó không phải do con người làm. Báp têm bằng nước là do chúng ta tuân theo mạng lệnh của Chúa chúng ta làm. Nhưng mà báp têm Thánh Linh thì không phải do con người làm, mà do chính Chúa Giêsu sẽ làm báp têm bằng Thánh Linh cho chúng ta. Chúng ta thấy trong công vụ sứ đồ thì Phao-lô đặt tay lên Phi-e-rơ, đặt tay lên Giăng, đặt tay lên thì Thánh Linh giáng xuống trên họ. Dường như
là các sứ đồ làm, nhưng không phải, họ chỉ là cái ống dẫn để Thánh Linh của Chúa Ngài hành động. Rồi có lúc thì Phi-e-rơ đang giảng thì Thánh Linh ngự xuống. Không phải có một công thức ABCD hay là A cộng B bằng C thì Thánh Linh mới ngự xuống. Ngài ngự xuống khi Đấng Christ được tôn cao. Ngài ngự xuống khi chúng ta rao giảng về Chúa, khi chúng ta ca ngợi về Chúa thì Thánh Linh của Chúa sẽ hành động. Chúng ta qua câu số 3, Chúa Giê-xu nói: ai ngự trên Ngài giúp Ngài giảng đạo và phục vụ những người có nhu cầu. Theo như Luca đoạn 4 câu 18 thì Chúa Giê-xu Ngài nhắc lại ở trong Ê-sai đoạn 61 là thần của Chúa ngự trên ta. Câu số 1, thần của Chúa ngự trên ta. Vậy thì trước khi Thánh Linh ngự đến, Chúa Giê-xu không làm bất cứ một cái công việc gì của Cha giao. Lúc Ngài 12 tuổi, Ngài lên trên đền thờ thì Ngài có đối đáp với những thầy thông giáo, người Pharisee, thầy tế lễ. Nhưng mà đó chưa phải là công việc của Ngài làm. Ngài khởi hành công việc của Ngài là năm Ngài 30 tuổi. Chúng ta cùng xem ở trong Tin Lành Giăng. Luca. Đoạn 3 câu 23. Khi Đức Chúa Giê-xu khởi sự làm chức vụ mình thì Ngài có độ 30 tuổi. Tức là 30 năm Chúa Giê-xu ở với cha và mẹ, tức là bà Mary và ông Joseph, người cha đỡ đầu. Và đến năm 30 tuổi thì Chúa Giê-xu mới bắt đầu thi hành chức vụ. Như vậy thì chỉ có Thánh Linh của Chúa khi mà ngự lên Chúa Giê-xu thì lúc bấy giờ Chúa Giê-xu Ngài mới bắt đầu thi hành chức vụ. Ở trong Luca đoạn 4 câu 14 ghi như thế này: Đức Chúa Giê-xu được quyền phép Đức Thánh Linh trở về xứ Galilê và danh tiếng Ngài đồn khắp các xứ chung quanh. Ngài dạy dỗ trong các nhà hội, ai nấy đều ngợi khen Ngài. Vậy thì khi Ngài được đầy dạy Thánh Linh thì lúc bấy giờ Ngài bắt đầu Ngài giảng đạo. Như vậy chúng ta có được đầy dạy Thánh Linh chưa? Chúng ta được báp têm Thánh Linh chưa ạ? Có rồi phải không ạ? Như vậy thì nếu chúng ta đã có Thánh Linh của Chúa thì bắt đầu chúng ta sẽ nói. Vì Thánh Linh sẽ cho chúng ta nói. Thánh Linh tôn cao Chúa Giê-xu. Thánh Linh không có giúp chúng ta để khoe mình ra, nhưng mà Thánh Linh giúp chúng ta khoe Chúa Giê-xu ra. Cho nên cái đời sống của một người nào mà có Thánh Linh thì chúng ta sẽ thấy họ không khoác lác, họ không khoe khoang về chính họ, không khoe khoang về tài năng của họ, không khoe khoang về bất cứ một cái gì của con người, nhưng mà họ khoe Chúa ra. Phao-lô thì nói gì? Nếu mà tôi khoe là tôi khoe về thập tự giá. Rồi ông khoe gì nữa? Ông khoe cái sự yếu đuối của ông để ông cho người ta thấy được sức mạnh của Chúa trong cái sự yếu đuối của ông. Đó là một con người đầy dẫy Thánh Linh, một người có Thánh Linh. Cho nên chính Chúa Giê-xu được Thánh Linh ngự trên Ngài và chính Thánh Linh giúp cho Ngài giảng đạo, giúp cho Ngài chữa lành, và tất cả mọi sự đều bởi Thánh Linh. Thánh Linh giúp cho Ngài đuổi quỷ. Ở trong Matthew đoạn 12 câu 28. Nếu ta cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời để trừ quỷ thì nước Đức Chúa Trời đã đến tận các ngươi, hay là vương quốc của Đức Chúa Trời đến tận các ngươi. Cho nên cảm ơn Chúa là chúng ta thấy rằng là nếu Chúa Giê-xu Ngài là Đức Chúa Trời thành người, ngôi lời trở nên xác thịt, mà Ngài còn phải cậy Thánh Linh để đuổi quỷ, thì chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta có Thánh Linh của Chúa thì chúng ta đuổi quỷ, chúng ta cầu nguyện chữa lành. Tôi dùng cái từ cầu nguyện nó chưa chính xác. Và chúng ta chữa lành trong danh của Chúa Giê-xu. Cũng có lúc cầu nguyện chữa lành nữa, như trường hợp của Gia Cơ nói là nếu anh em có đau ốm thì mời trưởng lão đến để nhân danh Chúa Giê-xu sức dầu cho người đó, rồi cầu nguyện cho người đó thì Chúa sẽ đỡ người đó dậy. Cho nên là Thánh Linh của Chúa đến để giúp tôi và chị em được trở nên hoàn thiện, trở nên mạnh mẽ, trở nên thành công, trở nên đắc thắng. Thì nếu Chúa Giê-xu Ngài được đầy dẫy Thánh Linh, rồi Ngài bắt đầu khởi sự làm công việc của Cha,
Thì nếu chúng ta đã đầy dạy Thánh Linh thì chúng ta làm gì? Chúng ta bắt đầu làm công việc của cha. Đôi khi chưa cần phải học trường thần học, chúng ta vẫn làm công việc ở trên đất, chúng ta vẫn mưu sinh, chúng ta vẫn kiếm tiền, chúng ta vẫn sống. Nhưng mà chúng ta vẫn có một cái thời gian ưu tiên, và cũng như chúng ta có thể hầu việc Chúa trong những lĩnh vực cuộc sống của mình. Có những người được gọi làm chức vụ sứ đồ, có người làm chức vụ tiên tri, có người chức vụ thầy giảng tin lành, có người làm mục sư, có người giáo sư. Nhưng cũng có những người làm gì? Khuyên bảo, chăm sóc, cứu giúp, thương xót, ban cho. Như vậy muốn ban cho thì phải có gì ạ? Phải có tài chính. Có những người họ nói tôi không hầu việc Chúa, tôi không hầu việc Chúa với mục sư được, tôi phải đi làm. Amen. Chúng ta đi làm và trong cái việc làm của chúng ta vẫn hầu việc Chúa được. Trong giới thương gia vẫn có những người cần được cứu, đúng không ạ? Nếu người có cái ơn về vấn đề làm kinh tế, hãy cứ tiếp tục làm kinh tế. Bởi vì chúng ta làm kinh tế, chúng ta dâng hiến cho công việc của Chúa. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta đang tình trạng hội thánh truyền giáo phục hưng đang gặp khó khăn, thì đây là lúc mà chúng ta cùng dự phần với nhau. Bây giờ làm sao để tôi dự phần đấy? Nếu tôi không có tiền tôi làm sao tôi dự phần? Tôi phải có tiền. Mà muốn có tiền phải thì tôi phải có công việc làm. Cho nên chúng ta vẫn có thể hầu việc Chúa trong những lĩnh vực khác nhau. Có người có tiền thì dùng tài chánh để hầu việc Chúa trong việc dân giúp, gây dựng, xây dựng hội thánh, giúp đỡ cho những người khó khăn, nghèo khổ, v.v. Những người có khả năng sức lực thì dùng sức lực để có thể giúp đỡ. Những người có khả năng về sự cầu nguyện thì hãy cầu nguyện trong sự giúp đỡ. Và trong tất cả mọi sự chúng ta đều có thể làm công việc của Chúa thông qua việc Thánh Linh của Chúa ở trên đời sống của chúng ta. Cho nên Chúa Giê-xu Ngài đã tuyên bố Ngài đuổi quỷ bằng quyền phép của Thánh Linh trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 28 chúng ta mới vừa đọc đó. Cho nên một ai là đuổi quỷ thì đừng nói rằng là tôi có khả năng đuổi quỷ. Không, chúng ta không có khả năng đuổi quỷ. Nhưng chúng ta có Thánh Linh của Đức Chúa Trời, và qua danh của Chúa Giê-xu thì Thánh Linh của Chúa sẽ hành động và chúng ta đuổi quỷ, và chúng ta cũng chữa lành nữa. Cho nên xin Chúa Ngài ban ơn để rồi qua bài học hôm nay chúng ta sẽ nhận được giống như Chúa Giê-xu đã nhận. Ngài được đầy dạy Thánh Linh, rồi Ngài Thánh Linh giúp cho Ngài giảng đạo, Thánh Linh giúp cho Ngài phục vụ, Thánh Linh giúp cho Ngài chữa lành, Thánh Linh giúp cho Ngài đuổi quỷ, vân vân. Thì tôi và anh chị em cũng nhờ cậy Thánh Linh. Một khi chúng ta đã có Thánh Linh thì chúng ta phải nhờ cậy nó Thánh Linh. Chúa Giê-xu nói các ngươi chờ trong thành, chờ điều cha đã hứa. Tại vì cái việc mà cha hứa đó rất quan trọng. Một người đi đánh trận bắt buộc phải có vũ khí. Không có vũ khí chúng ta không làm được. Chúng ta có súng ống nhưng mà chúng ta không có đạn coi như thua. Súng của chúng bạn chẳng bắn, đạn nó cũng chẳng bao giờ súng cũng chẳng bao giờ gây hại cho kẻ thù được. Cho nên việc các môn đồ đầu tiên đã chờ để Thánh Linh được giáng xuống, ngày hôm nay chúng ta không cần phải chờ, tại vì Thánh Linh đã được ban cho trên hội thánh rồi. Ngày lễ ngũ tuần Thánh Linh được ban cho rồi, và chúng ta đã nhận lấy Thánh Linh, và chúng ta phải bước đi hay chuyển động trong Thánh Linh. Và chúng ta bắt đầu từ Jerusalem, Giu-đê, Samaria cho đến cùng trái đất. Ngay trong cái lối sống bày tỏ tình yêu của Chúa ra ở trong cộng đồng hay là trong gia đình của mình cũng là một cách mà chúng ta nhờ cậy Thánh Linh để có thể rao giảng danh của Chúa Giê-xu ra. Amen. Và chúng ta kết thúc cái bài học truyền nhược ở đây. Xin Chúa Ngài ban phước cho chúng ta. Thôi con nguyện cho tất cả chúng ta giờ đây. Thưa Cha, trong danh Chúa Giê-xu con dâng tất cả chị em con trong ơn của Ngài. Cảm ơn Ngài vì Ngài đã báp tem Thánh Linh cho mỗi chúng con. Cũng như Chúa Giê-xu Ngài được Cha ban cho Thánh Linh một cách không chừng mực, để rồi Chúa Giê-xu Ngài chuyển động, để Chúa Giê-xu Ngài làm việc lành và Chúa Giê-xu giải cứu người khác. Thì xin Chúa cũng giúp chúng con giờ đây. Chúng con là người đã nhận Thánh Linh, chúng con bước đi trong Thánh Linh, và xin Chúa cũng cho chúng con biết thực hành quy quyền của Chúa trao và trách nhiệm của Ngài giao mọi chúng con đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người và giải phóng những người bị ma quỷ ức hiếp nữa. Con cảm ơn Ngài. Con xin Chúa Ngài cho sự dạng dĩ cho chúng con liên tục đổ đầy Thánh Linh của Chúa ở trên mọi chúng con ngay giờ phút này, để chúng con trong bất cứ hoàn cảnh nào, như Phaolô nói, giảng đạo, cố khuyên, gặp thời hay không gặp thời. Con cảm ơn Cha. Con xin dâng
tất cả anh chị em chúng con ở trong ơn của Ngài. Và chúng con cũng dâng buổi nhóm ngày hôm nay sự thờ phượng, sự ca ngợi, chúc tụng. Xin Chúa Ngài sức dầu cho chúng con để chúng con ca ngợi Ngài một cách hết lòng, thờ phượng Ngài một cách hết lòng. Con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng sự vinh điển thuộc về Chúa và cùng cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Ngợi khen Chúa. Cảm ơn Chúa.